Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với xưởng mộc Khoa Lê ở làng nghề Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ tam đa bằng gỗ hương đá rất là đẹp và kích thước cũng rất là khủng, siêu to luôn các bạn nhé. Trước tiên, các bạn hãy đi vào những cái chi tiết, đường nét để xem kỹ về cái pho tượng này, nó được đục rất là kỹ. Hoa văn, đường nét, tất cả những cái vân đang thể hiện ở trên khuôn mặt của bức tượng cũng như là ở toàn thân, từ phần đầu cho đến phần chân của bức tượng hoàn toàn là những cái vân gỗ tự nhiên, vân dày và nhiều, vân chỉ như gỗ cẩm luôn các bạn nhé. Những cái loại gỗ cẩm vàng có những cái vân chỉ, các bạn xem video nhiều của mình rồi thì các bạn có thể thấy gỗ bằng gỗ hương đá này mà có được những cái vân như thế này thực sự nó là đẹp xuất sắc từ gốc đến ngọn luôn. Đây mình quay chi tiết cho các bạn xem. Bộ tam đa này có kích thước là cao 1,2m, rộng 40 và sâu 38 các bạn nhé. Các bạn có nhìn thấy này, đường nét đục chạm rất là tinh xảo, khuôn mặt của bức tượng cười tươi rất là đẹp, phần râu tóc là tỉa tay nhìn rất là mướt, rất là tự nhiên. Đây các bạn có thể thấy này, những cái đường nét rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là được phun bóng PU thể hiện cái màu sắc cũng như là cái vân gỗ chân thực nhất, chứ không phải là kiểu như là cái loại sơn mà làm cho mất hết đường vân cũng như là mất hết những cái vẻ đẹp tự nhiên của cái phần gỗ. Đây mình quay kỹ ba ông tượng cho các bạn xem nhé. Khuôn mặt của các ông tượng lúc nào cũng tươi cười, đầy đặn, mang lại cho chúng ta cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu, hạnh phúc. Tượng tam đa biểu hiện cho cái niềm hạnh phúc cũng như là những cái phúc lộc mà mang lại cho chúng ta mà. Thì với một cái kích thước cao 1m2, rộng 40 và sâu 38 như thế này thì các bạn có thể trưng bày ở trong nhà rất là đẹp luôn. Nó có kích thước khủng. Giá bán của nó là 35 triệu cho bộ này các bạn nhé. Và sẽ miễn phí ship cho các bạn trên toàn quốc. Và đặc biệt là nó là hàng nguyên khối nên là nó khá là nặng nhé. Mỗi một pho này nặng khoảng 1 tạ. Như vậy 3 pho là 3 tạ mà bên mình vẫn có thể vận chuyển miễn phí cho các bạn trong cái thời điểm dịch Covid đang diễn ra như thế này. Các bạn có thể ngồi nhà mà vẫn mua được những cái sản phẩm đẹp, sản phẩm xuất sắc, mà các bạn không có lo đi phải đi ra ngoài các bạn nhé. Hãy tin tưởng ở xưởng gỗ của bên mình có nhận làm hàng đặt theo yêu cầu, còn rất là nhiều những sản phẩm khác nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chào tạm biệt các bạn.